Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái khu trung tâm mua sắm những cái đồ nội thất gia đình IKEA. Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người đi vào trong để tham quan. Bây giờ thì phải tìm chỗ để đỗ xe đã. Hôm nay thì mình sẽ đi mua một ít đồ và mình sẽ đi ngắm một cái ít đồ để nội thất để trong nhà như là tủ và bàn ghế. Đây là cái lối đi vào của cái trung tâm này. Trung tâm này thì có tên là IKEA. Đây nè. Đó, IKEA. Wow. Chưa bước vào trong. Bước vào trong thì đã họ đã trang trí một cái giường rất là đẹp đây. Mon bé. Notre exposition, ouais. On va faire un grand magasin ici. Ouais. C'est bon, on verra. Lần đầu tiên mình cũng đến cái trung tâm này nên mình cũng không biết là như thế nào nữa. Wow, khá là đẹp. Ở đây thì họ họ sẽ làm sẵn như thế này cho mình. Các bạn thấy đẹp không? Đây là một cái bếp. Họ sẽ trang trí để có sẵn tất cả mọi thứ như thế này. Nếu mà ai thích cái gì á thì mua cái đồ đó theo cái cách mà họ trang trí nè. Nhìn xinh không? Nhìn cái bếp trông đáng yêu nhỉ? Chồng mình anh đang cứ nhìn. Cách mà họ trang trí những cái đồ dùng vật dụng ở trong gia đình ấy. Đây này, mọi người có thể treo những cái cây. Vào trong đây là nhìn là hoa hết mắt luôn. Để chai nước này. Để chai nước, chai rượu. Nhìn sang. Rồi. Tu as vu la cité ça? C'est où? Ah, oh, c'est joli celui-là. Cái rổ này xinh quá cơ. Mình sẽ mua một cái này để mà cắm mấy cái dĩa, cái bát sau khi mà rửa xong ấy. Là ở dưới đây này nó có cái chảy nước luôn nè. Đó, vừa đẹp vừa sạch. C'est plus facile pour laver ça. Ouais, mais c'est du métal, ça oui. Đây có một cái bàn kiểu như là nấu ăn dành cho bọn trẻ con ấy. Để tí 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 luôn. Nhìn này. Đó, dành cho trẻ con ấy. Đó, bàn bé tí tí dành cho trẻ em lắm này. Trời ơi, bé tí 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 luôn. Đáng yêu không? Rồi, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem những cái chỗ khác. Đây là cái hình ảnh của một cái phòng này. Khá là xinh.
mình đang bảo chồng mình là mua cái bàn này về ăn ấy, thì lúc mà chồng mình ngồi ở ghế phòng khách ấy, thì vẫn ăn cơm được đó, vẫn ăn tối được. Mua cái bàn này, bên đây thì cũng là một cái phòng khách nè. Phòng khách thì ngay bên cạnh là cái bếp luôn, nhỏ nhỏ dành cho cái căn hộ nào mà nhỏ nhỏ ấy, khá là xinh. Ôi cái phòng khách này cũng đẹp nè, nhìn kiểu ấm cúng lắm, vừa là phòng khách và vừa là văn phòng làm việc luôn. Mình thích cái bàn này nè, bàn làm việc này cũng đẹp này, nhưng nó không có màu trắng nhỉ. Phòng này kiểu tông màu đen á, nhìn hơi tối nhưng mà lại sang. Trời ơi, đi vào trong đây thì quay chắc hết ngày luôn. Đẹp quá trời luôn nè. Ở bên đây mình thích cái là họ sẽ trang trí sẵn cho mình như này. Đó, xong mình nhìn rồi mình về mình trang trí ở trong nhà của mình nhé. Cái này giống bếp nhà mình nè. Cái bàn này cũng xinh cơ. Đây là cái khu vực mà bán ghế sofa, rồi gối, các cái kiểu ghế ở trong phòng khách đó. Khá là đẹp luôn. Mình cũng thích mua một cái đèn như thế này để ở phòng khách này. Phòng khách nhà mình thì cái đèn là trên cao, mình muốn mua một cái đèn kiểu như thế này để ở phòng khách nữa. Cái này đẹp quá nè, cái kệ này đẹp quá nè. Cái kệ này mình muốn mua một cái kệ này để làm bàn thắp hương nữa. Thắp hương bà Phật nữa. Mình phải bảo chồng mình mua cái này. Hay thế nhở? Bếp bên đây cũng hay nè. Mình bảo chồng mình là sẽ mua cái kệ này để thắp hương bàn thờ bà Phật, rất là đẹp luôn, màu trắng. Thì chồng mình anh ấy đã chụp cái hình ảnh cái chỗ này để mà mình đi đến mình tìm cái kệ giống y như thế, thì mình phải nhìn ở trên cái này. Ở trên cái này nó ghi nè, đó, bây giờ thì sẽ đi mua, đi xem. Mình đi xem trước, sau đó thì mình mới đến cái khu vực mua. Khu vực này thì họ sẽ không bán những cái đồ ngay trên người ta lắp này, mà mình phải đi tìm những cái mảnh ghép rời á. Một năm mua lên lắm. Quelque chose c'est comme ça mais pas comme quoi? Parce qu'il y a plein de trucs là. La lampe? Ouais. Ah non, c'est moche. Pour mettre où? Mình sẽ mua cái gương này để vào cái lối đi vào. Ouais, c'est celui-là. C'est gris, c'est pas noir. C'est pas noir. Moi. Je pense noir avec le mur blanc, c'est mieux. C'est que bleu. À côté? À côté là.
Proposer, fais attention. Ça c'est bâtiment. Ouais, là c'est noir. Mais... ouais. Mais là c'est trop grand. Non, c'est le. Non, c'est ça. Ça c'est plus gros, mon amour. C'est la bonne taille. C'est la bonne taille. La bonne taille. Oh, c'est gros, hein. Soit qui veut. Ah. Tu prends le plus petit. Sao nó to thế nhỉ? Nhìn ở đây sao nó to thế nhỉ? Không biết là cho vào nhà thì nó có to không nữa cơ. Mình mua cái gương này để vào lối đi vào cho nó nhìn cho nó rộng rãi. Attends, attends. Voilà. On enlève ça. Ok. Nến đấy mọi người ạ, nến. Nến này là nến, nến giả. Chồng mình anh ấy sẽ lấy cái bàn này. Deux. Oui. On est d'accord. Oui. Là vraiment, là vraiment. Mình bảo chồng mình là anh hãy lấy hai cái, anh bảo là một cái thì không thể nào mà đỡ được. Cái đấy là chắc chắn rồi. Lấy hai cái chân. Kiểm tra trước khi mà lấy về không, mình nghĩ là nó bị chảy xước rồi. C'est blanc ou noir? Je me pose la question. Voilà. Ah, non, c'est 14.
Sao lại không thấy màu trắng đâu, thế là toàn màu đen. Tiếc quá là chỉ còn đúng duy nhất một cái màu trắng này mà nó lại bị rách rồi. Nè, không biết là bên trong có bị chảy không. Mày đóng không? Hả? Mình mua cái như thế này để làm bàn thờ ấy. Bàn thờ bà Phật ấy. Mà chỉ còn đúng duy nhất một cái màu trắng thôi, còn lại là toàn là màu đen thôi. Hơi đáng tiếc một chút nữa. Đây là toàn màu đen thôi. Mon amour. Là Blanc. À, mình đã tìm thấy cái màu trắng. Nó bị che bởi cái tấm màu đen bên dưới. Voilà. Tu vois? C'est blanc. Beaucoup. May quá mình đã tìm thấy. C'est bon? Bah ouais. Rồi sau khi mua một đống đồ xong thì bây giờ mình đi ra tính tiền. Đông, khá là đông người mua luôn. Mình mua được một cái gương này, một cái bàn để ban bàn thờ bà Phật này, mấy cả một cái bàn để bàn ăn và mấy cái đồ như kiểu thảm trải sàn nè, đó cũng nhiều đồ. Nhưng mà cái tủ ấy thì sang tuần mình đi mua, mình mang xe đi á, mình về mình đo lại cái kích thước ở trong phòng á, thì hôm nay mình đã xem rồi và sang tuần thì mình đi mua, sau đó thì mình lấy xe của bố để trở về. Hôm nay thì mình chỉ đi xe mà mình cứ không có mang xe, nên là chỉ mua mấy cái đồ nhỏ nhỏ này trước và đi xem mẫu, xem kích cỡ. Sau đó thì tuần sau mình sẽ đi đến mang về. Rồi bây giờ thì mình đang cứ đợi tính tiền. Nhưng mà hôm nay thì cuối tuần nên cũng khá là đông. Khá là đông người đứng xếp hàng tính tiền. Mình chưa có cái thẻ thành viên ở cái chỗ này, lần đầu tiên mình đến đây. Nên là bây giờ chồng mình anh ấy sẽ làm cái thẻ trên cái máy này. Mình cũng không biết là làm như thế nào nữa. T'as reçu un email, non? Ouais. D'accord. Voilà. Sẽ gửi email và gửi. C'est bon? Ouais. Confirmé. Chỉ điền thông tin của mình, tên và email và số điện thoại vào là họ sẽ gửi hết những cái thông tin của mình vào trong đây là xong. Rất là đơn giản để làm một cái thẻ thành viên ở trong đây. Rồi vậy là cả một buổi chiều hôm nay là mình đã dẫn mọi người đi mua đồ mà vẫn chưa được mua được nhiều đồ, mà đã mất mấy tiếng đồng hồ lượn ở trong cái khu vực này. Mình không biết là có cho vừa cái gương này vào nữa không cơ. À. Fais attention sinon c'est tombé mon amour. Voilà. Très bien. Génial. Vừa cái gương mình sợ cái gương bị vỡ ấy. Ôi đi mua đồ bên đây thì phải nói là ngắm thích mắt luôn. Nhưng mà mua là phải vác về cũng thế chết. Ça va, c'est pas mal.
ça fait un peu de bruit, c'est les pieds. Les pieds qui... Pour enlever l'autre. Rồi bây giờ mình sẽ đi về. Rồi khi nào mà về đến nhà thì mình sẽ trang trí thử cho mọi người và quay lên cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã đón xem video ngày hôm nay. Mong là mọi người sẽ thích cái video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Pháp và Trần Phương của mình nhé. Merci beaucoup, au revoir, tạm biệt tất cả mọi người.